Thưa quý vị, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã qua, nhưng dư âm để lại trong lòng mỗi người vẫn còn nhiều cảm xúc. Mỗi cá nhân đều có những cách riêng để có thể thể hiện lòng biết ơn của mình đối với những thầy cô giáo. Nhưng điểm chung là tất cả đều chứa đựng tấm lòng biết ơn và tấm lòng của mình trong mỗi hành động. Vâng, và vượt lên trên mọi giỏ hoa, những lẵng quà, thì tấm lòng của các em học sinh đối với thầy cô đã và đang dạy mình luôn mang lại những cảm xúc rất trong trào và thật nhiều ý nghĩa. Những cái ôm, những nụ cười hạnh phúc, những lời hỏi thăm ríu rít cả một góc sân trường Sakura Kids Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hôm nay, những bạn nhỏ học lớp 1 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Victoria Thăng Long được các thầy cô đưa về thăm ngôi trường các em đã gắn bó những ngày học mầm non. Thăm các cô giáo đã chăm bẵm mình từng bữa ăn, giấc ngủ. Hôm nay con rất vui. Trường con tổ chức cho con và các bạn về thăm các thầy cô ở trường Sakura Kids. Con rất vui và hồi hộp. Con cảm ơn các thầy cô ở trường Victoria Thăng Long đã tổ chức một ngày thật ý nghĩa như thế này ạ. Cuộc gặp gỡ mang lại đầy cảm xúc cho cả cô và trò. Những đứa con sau khi rời trường mầm non một thời gian ngắn quay trở lại trường thăm cô với nhiều sự thay đổi, khiến các cô vừa mừng vừa xúc động. Cô trò trường mầm non Hoa Anh Đào nhỏ rất là vui và xúc động và thực sự là bất ngờ khi được đón các bạn nhỏ học sinh cũ đến thăm trường. Thì sau một thời gian thì nhìn thấy các bạn ấy lớn, trưởng thành hơn rất là nhiều. Và một cái nữa là nhìn thấy các bạn ấy chững chạc trong một bộ trang phục của trường Vic. Thấy cái đấy thì các cô cũng rất là vui, xúc động. Thấy các con lớn mà mình cũng cảm thấy là bây giờ các bạn đã trưởng thành rồi ấy. Vui, thật sự là rất là vui, rất là xúc động. Không nghĩ là hôm nay nhà trường tổ chức một cái buổi tri ân như thế thì các cô nào cũng thấy xúc động và vui lắm em ạ. Rất là vui luôn ạ. Với truyền thống tôn sư trọng đạo kết hợp với tôn chỉ của trường là tri thức, sáng tạo và yêu thương, chính là niềm cảm hứng thôi thúc các giáo viên tại đây lên ý tưởng cho cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc. Đây cũng là dịp để nuôi dưỡng những tình cảm đẹp cho học sinh của trường. Qua cái buổi ngày hôm nay thì không những là cảm xúc của tôi mà tất cả những thầy cô giáo ở ngôi trường Sakura Kids và đặc biệt là các con học sinh đã cảm nhận được thế nào là tri ân, thế nào là biết ơn và cái cách thể hiện tri ân và biết ơn như thế nào. Và đó chính là những cái mà chúng tôi muốn hướng tới cho các con, tức là biết ơn không chỉ bằng lời nói mà đó là những hành động dù nhỏ bé thôi nhưng phải cực kỳ cảm xúc và xuất phát từ tận đáy lòng. Với những mầm xanh yêu thương được các thầy cô tại đây gieo trồng, các lớp học sinh của trường cũng luôn mang trong mình những tình cảm thật sự biết ơn và yêu mến với những người gieo nắng ở ngôi trường này. Giáo viên mà con cảm thấy rất là quý trọng trong những năm học cấp 2 của con là cô Linh. Bởi vì cô đã giúp đỡ con rất là nhiều trong những năm học này. Những lúc mà con gặp khó khăn trong học tập thì cô luôn động viên và giúp đỡ con, tạo cho con một nguồn động lực lớn để con có thể tiếp tục học tập và phát triển bản thân. Hôm mà bọn con tổ chức sinh nhật cho thầy giáo chủ nhiệm của bọn con thì hôm đấy là bọn con tổ chức rất là bất ngờ và con cũng không nghĩ là thầy lại xúc động đến thế. Thì bọn con có bảo là thầy có bảo với bọn con là bao giờ mà bọn con ra trường thì có thể quay trở lại để tổ chức sinh nhật cho thầy. Thì con cảm thấy đấy là một câu chuyện khá là xúc động của con và con cảm thấy là sẽ có ý nghĩa đối với tất cả những bạn của con. My class got going to a camping trip and then I was kind of fascinated by the things around it. And then I began to have some connection with the teachers from then on. Con chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình. Con chúc các cô mạnh khỏe, xinh gái, đẹp trai và sớm thành phú bà. Những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên, những mầm xanh của tương lai được gieo trồng bởi những tấm lòng ấm áp như ánh nắng, rồi sẽ lớn thành những cây xanh tốt. Không chỉ là một ngày lễ, những thầy cô ở đây đã biến thành một ngày đầy ý nghĩa cho các em học sinh và cho đồng nghiệp của mình một cách tròn vẹn nhất.
thầy.